Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu series dạy đề trong kỳ thi là System SOAC02 hoặc là System of Administrator Associate. Thì đây là một phiên bản mới bắt đầu từ năm như vào khoảng gần giữa năm 2021. Thì trong cuộc thi này thì đã có bắt đầu bên cạnh lý thuyết đó, thì mình sẽ có 55 câu lý thuyết, trong đó nó sẽ tính điểm một phần trong đó thôi. Hình như có 10 câu thì khoảng tính điểm khoảng 45 trên 55 câu, còn 10 câu sẽ không tính điểm. Và sau khi mình làm lý thuyết đó, thì sẽ có 3 bài lab thực hành. Thì về cách làm đề thi đó, thì mỗi bài thực hành chúng ta nên dành ra khoảng 20 phút cho một bài. Thì trong các series video của mình đó, thì mình có một cái bài video là example cái lab thực hành. Còn trong phần này thì mình sẽ tập trung để giải các đề về lý thuyết. Thì mình sẽ bắt đầu bằng việc là giải một cái đề final test trên Wistlab. Đây là final test của Associate. Thì đây là cập nhật năm 2021, tức là cập nhật theo theo cái format của đề thi mới. Và mình sẽ cố gắng giải thích từng câu một. Tuy nhiên thì đây là tất cả những cái gì mà tức là mình biết gì thì mình chia sẻ với mọi người, và theo cái quan điểm tức là kiến thức cá nhân của mình không có đảm bảo mọi thứ ở đây đều là đúng 100%. Thì nếu mọi người thấy mình giải thích câu nào mà mọi người thấy hợp tình hợp lý thì mọi người nhớ lại, có thể bổ sung thêm kiến thức. Còn ngoài ra thì những cái câu nào mà mọi người cảm thấy chưa thực sự thuyết phục thì mọi người có thể search thêm. Và đặc biệt thì về mấy cái document này thì mình nghĩ là một cái tài liệu mà một cái nguồn rất là tốt, không phải một nguồn rất là tốt nhất, một nguồn đó mà tốt nhất thì chính là vào trang chủ của AWS, và mình có thời gian thì mình đọc tất cả những service đó. Và thực ra là trong cuộc thi á, thì mình thấy cái kiến thức nó rất là lớn, nó bao gồm rất là nhiều, mình phải chạm vào cái mình làm để mình, nếu mà nói về thi á, thì mình phải đụng vào từng câu hỏi, từng cái đề thi mình thiếu cái nào thì mình search cái đó thôi, còn mình không thể đọc hết tất cả tài liệu của AWS được. Nếu mà mình đọc hết toàn bộ á, thì đến lúc mà mình đọc đến cái tài liệu cuối cùng á, thì cũng là cái lúc mà mình quên đi cái tài liệu đầu tiên. Rồi mình sẽ bắt đầu vô luôn là từ câu hỏi đầu tiên. Rồi. Rồi, bây giờ cái câu này á thì đề thi là nó đã có chuyển thay một cái là AWS Certificate Manager ACM trong một cái US region, là một cái region 1, và bây giờ nó muốn chuyển khai thành một cái region 2. Thì đây là cái ACM này mình nên nhớ đây là cái region base. Thực ra là nếu mà không phải region base, global base thì chỉ có một vài cái như là root 53 thôi. Còn đa phần là region base thì nếu mà mình tạo một cái region mới thì mình create một cái mới và provision cái SSL trên cái region đó. À, thì mình đó là reason base, mấy cái này mình không có thể copy từ reason 1 sang reason 2 được. Đó, mà mình phải tạo luôn cả một cái ACM thêm một cái reason mới và mình provision cái SSL tại cái reason đó. Không thể dùng từ đây là không thể dùng từ reason này cho reason khác được. Đây cũng tương tự như vậy ha. Không thể dùng được West 1 và cho sau 1, đấy là SSL Certificate. Rồi, cái từ khóa của bài này là Block Immediately. Check IP address accessing application from behind the server. Rồi, thì bài này thì sẽ cần một cái link khá là hay ha, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Cái bài này mình quan trọng là proxy server là gì và tại sao mà mình sẽ chọn cái điểm rule space và race space. Muốn block immediately thì mình phải dùng cái rule space rồi. Rồi mà mình muốn bật lock đằng sau proxy server thì mình phải chọn câu C. Vậy tại sao mình giải thích race space là gì? Race space
là ví dụ như là trong một cái khoảng thời gian đó mà mình xét trong một cái khoảng thời gian để có tỷ lệ như thế nào, thì mình như là trong khoảng thời gian mà có 10 lần request đi thì bắt đầu mình mới block cái IP đó. Còn bây giờ mà mình block ngay lập tức thì mình không thể dùng Raybay được mà mình dùng Rubay. Rồi tại sao mà mình không phải matching IP address from X forward này, là tại vì ở đây mình có gọi là behind cái proxy server. Thì bây giờ mình cái câu hỏi này mình phải hiểu cái proxy server là gì. Mình chia sẻ cho mọi người cái link là proxy server, thì mình cái tưởng tượng này là proxy server là một cái nằm ở giữa thay mặt ở người dùng để truy cập tới website, thì mình sẽ không biết được IP của người dùng truy cập là gì hết á. Đó, cái mục đích ở cái thằng Proxy Server này đứng ở giữa này để nó cache một số cái thông tin, một số cái tài liệu quan trọng để có thể phục vụ cho người dùng nhanh hơn, nhưng mà đồng thời thì mình sẽ không biết được là cái IP thực chất của người dùng ở đây là gì. Đó, bây giờ mình muốn mình block ở đây nè. Mình muốn mà block cái address cái web request origin thì web request origin này nằm ở cái proxy server. Và cái mình cần đó là mình block từ cái origin cái IP ban đầu từ người dùng ở đây nè. Thì làm sao để biết IP của người dùng thì chính là cái x forward này, HTTP này. Đó, x forward. Ok. Đó, thì đó là lý do mà tại sao có A sai nè. Đó, web origin này không được. Thực ra hai cái raise bay này là không được rồi. Mình chọn cái Rubay thì là cái raise bay, là mình cái raise bay với Rubay thì nãy mình đã giải thích thì bỏ câu A câu B thì câu C câu D, thì trong số C với câu D này thì tại sao mình không chọn câu D, thì đây là đây. Thì web request origin là không có đúng, tại vì web request origin là web server mà có proxy server ở giữa là mình sẽ có mất IP của proxy server thôi. Thì lúc này mình block cái này là không đúng, mình phải block cái người đầu tiên, thì người người origin là qua cái này. Rồi thì câu này là thứ nhất là đầu tiên là mình phải resource ở đây là resource ban đầu của mình là nằm ở instance chứ không phải nằm ở volume. Câu này mình sẽ bỏ ý C ý D, tại vì backup này đang rồi. Mình sẽ snapshot của tất cả các EBS volume và attach vô cái EC2 instance, thì cái resource type của mình ở đây hiện tại bây giờ là nó sẽ không phải là nằm ở volume mà nó nằm ở instance, chỉ có A và câu B. Thì bây giờ mình phải hiểu rõ được là thuần lý thuyết là có hai cái kiểu backup của lifecycle policy đó, nó gồm có snapshot và EBS backup AMI. Thì vậy thì tại sao mà bây giờ mình phải chọn cái ý tưởng ý nào, thì bây giờ mình search cái đó mình vô đây mình đọc. Thì đây policy ba cái đây, mình chú trọng hai cái dòng này nhất nè. Develop C, mình dùng cái snapshot live policies mà dùng cho EBS snapshot thì mình sẽ apply cho toàn bộ tất cả các EBS attach to instance. Còn nếu mà dùng cái EBS package AMI này thì mình chỉ có thể áp dụng vô cái task is instance only thôi, một cái task is instance. Thì mình quay lại với cái bài này nè, nó bảo là này. Create snapshot of all EBS volume này, all EBS attach to EC2 instance này, all EBS volume thì chứ không phải là instant only ha. Only version luôn, ở đây mình phải chọn cái snapshot lifecycle policies.
là level lại instant một cái level tại 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 ABS để chọn snapshot. Rồi, thì câu này là mình phải làm cái MBS snapshot every Friday trong một cái thời điểm cũ đấy. Thì bây giờ câu này là mình sẽ ý là nếu mà mình ray crunch là mình sẽ loại được. Thì tương tự như cái trước ấy, cái range thì chính là cứ trong một khoảng thời gian này, range là gì, là trong một khoảng thời gian cố định mà mình muốn, ví dụ như là backup là 2 lần một ngày chẳng hạn đi, hoặc là 1 giờ 2 lần đi, thì nó dùng cái range expression. Còn cron job ấy, thì là mình cụ thể hơn, mình có thể nói là ví dụ 8 giờ sáng hay 9 giờ sáng thì mình sẽ thực hiện cái việc này. Đó, thì bây giờ mình sẽ vấn đề này bây giờ là specific point time, này là một cái thời điểm cụ thể rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng dùng cron, thì mình còn be hoặc đi, thì be với đi nó khác nhau cái gì? Một cái là regular interval này và một cái là time of the day. Thì bây giờ mình specific time thứ sáu này 10 giờ thì mình nghĩ là câu D ha. Every Friday thì là chứ không phải là trong một cái vòng lặp, ví dụ như là regular interval được, cái này nó giống như là ray expression rồi, cứ tức là cứ cứ vòng lặp cứ 2 tiếng thực hiện một lần, cứ 2 tiếng một thực hiện một lần thì nó giống là ray rồi. Còn cron nó là một thời điểm cố định, cron job thì mình nghĩ là câu D ở đây. Câu này thì khá là, câu này thuần lý thuyết nha, câu này thì thuần lý thuyết, mọi người phải biết thì mọi người mới có thể trả lời được chứ không có loại trừ phương án nào hết ạ. Bây giờ muốn làm sao để tăng cái tốc độ của cluster này lên, tức là Aurora là vốn là của AWS là vốn là nhanh rồi đó, nhưng mà bây giờ nó phát hiện ra một sự delay thì mình phải tạo ra một cái endpoint với lại reader endpoint này thì sẽ đi với lại Aurora reader database. Câu này là hoàn toàn lý thuyết thì mình cũng không có giải thích gì thiệt này vì phải học, đúng kiểu là phải học thuộc rồi. Nên là tag là nó tag cái này thì hai con này thì loại được ý CVD thôi và Aura cluster, nhưng mà cái này là mình phải nói là endpoint là chỉ tới cái database instance thôi, nhưng mà cái lý thuyết ở đây là reader của endpoint thì đi với reader của database. Rồi bây giờ là control control access to cái key Habana nè, thì key bên này là visualize data này thì nó có một cái built-in, thì nó có cái authentication ha. Thường mấy câu hỏi của AWS mà bảo dùng để bảo mật một cái phần nào đó, mà thường mà mấy cái câu hỏi mà cái vụ mà chính là có cái authentication mấy cái này, giống như là một số cái function cái text có sẵn trong cái service đó, thường mình hãy chọn câu đó thì thường khả năng đúng nó sẽ cao hơn. Thường là khi người họ thấy cái cần cái có cái sự cần thiết này rồi thì họ sẽ build cái function nó lên, và lúc mà người dùng người ta create cái resource người ta có thể chọn.
Rồi, thì ở đây thì mình phải hiểu bài này, mình phải câu này mình phải hiểu hai một cái keyword của từ này là instant. Đây, only server only able to deploy instant, thì trong cái ấy lấy sẽ đây gọi là giúp làm gì để giúp deploy instant, à giúp để giúp auto deploy, nhưng mà sẽ có ba level, nhưng mà ở đây mình sẽ ở đây mình sẽ có hai cái sự khác biệt giữa manage và deploy là gì. Thì deploy là giúp là để deploy các application, còn manage thì nó chứa cả deploy nhưng mà có thêm các tính năng khác như là không phải application level mà instant level. Thì câu này là instant level thì nó phải perform stack operation là cho cái opsworn này. Rồi ngoài ra thì cái việc thứ hai á, là một cái lý thuyết mình cần phải nắm, đó là cái việc mà clone stack á, tức là có cái stack này rồi, thì clone stack này là nó nằm ngoài cái việc mà auto deploy của opsworn rồi, mà muốn là để auto stack thì phải do AM policy quy định, mà ở đây nó ghi là should not be able to clone, thì bây giờ phải là dùng cái quyền là deny chứ không phải là permit. Rồi ở đây thì đây là perform stack đây, thì manage deploy thì bây giờ câu này là phải là manage chứ không phải trong deploy, tại vì nó instant level ha. Rồi thì câu này khá là hay ha. Split deployment policy thì nó sẽ khá giống như là nó sẽ khá giống như là blue green deployment đó. Tức là đầu tiên là mình sẽ có hai cái server, thì mình sẽ thử trước là một phần trên server 2 và một phần trên server 1. Khi mà server 2 có lỗi thì mình back lại server 1 thôi, mình không có xài server 2 nữa, thì mình roll back rất là nhanh. Còn những cái phương pháp như rolling deployment này thì nó rất là chậm, tại vì nó sẽ thay, nó không phải là dùng hai cái resource song song ha, ví dụ là traffic splitting là dùng hai cái resource song song. Còn cái việc rolling deployment mà dùng cái phương pháp rolling deployment là mình không phải dùng hai server song song, mà server một này là mình đã update, mình thay thế thành một cái server mới rồi. Khi mà server mới đã bị hỏng mình back lại server cũ thì rất là khó ha. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người lại một trang nữa để có thể hiểu được về các giới thiệu qua về các phương pháp rolling như thế này. Thì đầu tiên là đây cái gọi là blue green strategy, thì nó sẽ khá giống ở đây là bây giờ mình sẽ có một cái bản là version 1 của hệ thống của mình đi, màu xanh nước biển ở đây đúng không. Bây giờ mình sẽ qua một cái, rồi thì đây là đây blue green đây, thì ví dụ version 1 ở đây triển khai đây thì nó sẽ làm một cái dàn máy thứ hai song song với dàn máy thứ nhất, thì mà nó chia sau khi mà nó triển khai được một thì nó sẽ chia thành khoảng thứ hai. Nhưng mà ở đây thì cái bài họ của mình đó, thì nó có một cái khác gọi là split splitting deployment đó. Tức là nó sẽ chia ví dụ tỷ lệ 73 30 30, ở đây nó đang là tỷ lệ 11, hay là tỷ lệ 11 nhưng mà không hoặc một chứ, nhưng mà mình có thể split ra là ví dụ là testing với lại 90% và 10% trước cái server 2. Thì khi mà cái này nó bị lỗi đó, thì mình sẽ back lại cái một này thôi, nó sẵn sàng hai resource song song. Rồi cái enslavement strategies là gì, thì đây mọi người có thể nhìn thấy là ba cái phần này là V1 nè, ba thằng này là V1 thì cùng máy V1 luôn nha. Cùng một máy V1 là in placement strategy, thì mình có thể là thay cái phần cứng ở đây mình update lên version 2 và mình chạy song song. Vậy khi vào version 2 có nó hỏng rồi mình phải sửa lại, rồi mình back lại version 1 cũng mất thời gian đúng không? Đó, nó sẽ mất thời gian thì nó không phù hợp với cái việc mà run back, you know, quickly run back thì nó không phù hợp. Thì tương tự thằng rolling strategy thì khác gì nhau, thì rolling strategy á, là không phải là mình giữ nguyên cái máy cũ mà bây giờ mình thay, mình tưởng tượng là đây mình thay luôn cái máy mới từ cái màu vuông này thành hình tròn rồi, và cũng tương tự là mình thay từng máy một đó. Rồi ha, cái câu này mình phải gọi là traffic splitting thì nó khá giống là cái này, cái blue green strategy đó. Rồi cái này không thay thế là không được nè, maximum này không liên quan ha. Rồi thì câu này là mình bây giờ mình quan sát là mình nghĩ là đây là
dùng cái Cloud Trail để delivery Cloud Stream thì mình phải in Cribble là create Cloud Stream, thì sau khi mà create Cloud Stream rồi á thì mình phải deliver Cloud Stream này đi, thì mình phải boot vào cái Log Event ha. Thì bây giờ mình phân vân là câu cái này là toàn bộ các quyền là sai rồi ha, mình chỉ create cái Log Stream thôi. S3 thì không liên quan, thì câu này là log Cloud Trail, thì mình phân vân giữa câu C với câu D là forward Log Request đi hay là mình put Log Request Event này lại vào. Thì mình vẫn đang suy nghĩ thì ở đây là Cloud Trail á, nên là mình nghĩ là không phải là Cloud Watch là không phù hợp, thì Cloud Watch là để observe cái metric thôi. Thì Cloud Trail thì là dùng để coi các loss event, thì mình chọn là ABC. Cái này cũng khá là hay ha, phải nốt lại chút. Mà mình đang phân vân giữa lại C với E, khả năng là C với E. Cũng không cần đâu, nếu sai thì mình sẽ coi lại. Rồi, thì câu này là nói chung là nó muốn script mà nó dynamic hơn, là nó có thể chạy những cái region khác nhau á, thì mình sẽ phải thay đổi cái region này, không phải là một cái địa điểm cụ thể đây. Mình thấy thì east mình thành west thì cũng sai rồi nè. Cái này là lấy từ hệ thống AWS ra là region nè, cái file name nè. Cái này là lấy toàn bộ là cũng sai nè. Cái này là lấy reference region nè, thì trong cái file mà mình config á, trong cái file CloudFormation config mình bạn có thể coi lại cái lab mà mình làm về cái lab CloudFormation trong cái series video mà mình up cho cái system of system dev of, thì sẽ có một cái bài lab mà mình về CloudFormation. Thì ở phần đầu tiên của CloudFormation nó sẽ là một cái define các variable, tức là define các biến, thì sau đó là mình nhấn vào cái biến này thì mình reference nó lại các biến gọi là region, tức là đầu tiên mình sẽ gắn là region là bằng US-East1, thì sau đó mình reference tới cái biến region này. Nhưng mà ở đây cũng không đúng, tại vì nó phải dynamic theo AWS, thì vậy là câu B. Đây, từ khóa của câu này là not to be reboot ha. Not be reboot thì về no reboot đây. Try run ở đây là gì? Try run là mình sẽ kiểm tra xem cái hệ thống của mình là có đủ cái quyền không, tức là mình chạy hệ thống nhưng mà coi ví dụ cái tài khoản của mình là có đủ cái quyền hạn này không ha. Mình gọi là try run. Rồi, trust policies là cho service. Trust policy là dùng cho các service như là EC2 instance service. Nè, dùng service là EC2 instance nè, cho service EC2 ở xung một cái role nào đó. Rồi, cái thứ hai là IAM permission là thì đại diện cho user ha. To pass a role, chứ không phải là cho assume a role. Service thì assume a role nhưng mà pass là allow the user to pass only the role. Allow the users to pass a role. Đó, tức là người mà từ EC2 instance này mà đến DynamoDB này mà mình qua được cái dưới dạng cái user này thì mình sẽ pass. Mình pass được cái IAM policy mà cho access vào. IT Security Department mất insurance. Rồi. Tức là bây giờ một cái hệ thống mà và một cái bài toán mà khi mà họ nhắc đến nhiều việc mà gọi là phân tầng phân lớp ở một công ty rất là lớn, và ví dụ là phòng tài chính, phòng kế, phòng tài chính, phòng IT rồi phòng nhân sự, mỗi phòng có một sở dụng resource khác nhau thì nó phân phân biệt theo là AWS organization, thì việc đầu tiên mình nghĩ tới là việc đó. Apply for own account là sai này, not allowed to own account này.
rồi create policy cho per account thì anh nghĩ là có thể được ha, nhưng mà không phải là most effective way. Câu này là cái từ của nó là most effective way, nhưng mà mỗi cái policy, mỗi các cam mà tạo một cái policy thì quá khó ha. Thì bây giờ mình tạo sao là giống như organization thì nó kiểu phân cấp theo kiểu là sơ đồ cây á, tức là từ việc A chia nhỏ lại, chia theo nhánh ra, từ cái cây là chia nhánh A, phòng B, phòng C. Trong phòng A, phòng B, phòng C thì có ban A, ban B, ban C, thì mỗi cái A, B, C đó là một cái group trong cái organization, thì mình mỗi cái group đó là mình có thể apply cái quyền gọi là service policies. Rồi, nhưng mà có thể search đấy organization để đọc thêm. Rồi, câu này thì bây giờ muốn đảm bảo tất cả các document mà upload lên S3 thì nó phải có một cái điều kiện, đó là nó đã được in grip rồi. Thì bây giờ mình phải 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 lựa chọn là cho cái S dùng S3 bucket policy ha, chứ không phải S3 access control list ha. Thì S3 access policy tại cái bucket đó mình xét quyền tại cái bucket đó, chứ không phải là cái access control list. Thì tại cái quyền bucket đó thì có A với B, thì một cái là context, một cái là không có context nữa. Thì bài này là mình tập trung vô toàn bộ thông tin thôi của nó ha, chứ không phải là mỗi cái context này không. Thì tất cả các header này nó phải có một cái header encryption. Nếu mà nó không có cái header encryption, tức có nghĩa là nó chưa encrypt toàn bộ cái file đó, và mình sẽ không cho nó boot vô cái object này được, nên mình chọn IB. Còn cái phần này là chỉ có context only là không có đúng, mình muốn toàn bộ cái thông tin này phải được encryption. Rồi. Một cái subnet mà không có instance trong subnet mà không có IP address thì mình phải enable cái tính năng IP address trên cái subnet đó ra. Đây, on the subnet đây. Mấy cái này instant không đúng, ra table không đúng, VPC không đúng rồi. Nó tại subnet thì cần fix nó tại subnet đó luôn. Rồi. Cái này thì đây thì mình share cho bạn thêm một cái link nữa về cái này. Thì trong nó có string string list và security string. Đây, thì mình sẽ lấy một cái lab mình thực hành nó luôn ha. Các bạn chờ mình chút xíu. Thì để mình thực hành mình biết là cái system manager mình vào parameter store thì mình sẽ biết ha. Mình vào một cái system manager đây. Mình sẽ search là system manager. Đó, sau khi mình vào cái system manager này thì ra cái trang này, thì ra cái trang chủ này mình sẽ chọn ra cái LS console này, thì mình sẽ chọn cái parameter store. Hiện tại cái này chưa có thì mình create một cái parameter store. Thì trong cái parameter store mình thấy là có ba option này, string string list và security string. Thì bây giờ security string là gì, là khi mà mình làm một số cái như là password mà mình không muốn lộ ra thì mình sẽ encrypt nó lại dưới dạng string, nhưng mà mình không muốn người ta xài thì mình sẽ có nó sẽ encrypt lại dưới dạng một thông tin. Mình sẽ không thấy được từ chiến này mà mình thấy chỉ dưới dạng key dưới dạng này thôi. Đó, show value này ở đây. Và khi mà mình refile ra thì cái file này nó sẽ rất là cái dạng kiểu encrypt, chứ không phải là cái dạng mà người dùng có thể coi được ha. Lúc mà mình truy vấn command line thì nó sẽ encrypt cái file này, cái value này người ta không có show ra được. Mình show ở đây là manage console thì mình show rồi thôi, còn 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 bình thường mà mình dùng command line mình truy vấn ấy không được. Rồi. Đây, mình sẽ kiếm một cái link khác ha.
Đây. Ở trong cái security string thì mình như nãy mình sẽ thấy là một only một cái là value là sẽ bị encrypt nè. Còn lại thì mấy cái kia sẽ không bị encrypt và khi nào mình dùng đây. Mình không có muốn mọi người sẽ biết được cái encrypt data của mình dưới dạng plain text thì mình phải license key nè, thì mình phải dùng cái security string data ha. Rồi, trong S3 Glacier ha, nó luôn luôn là được được encrypt by AFS rồi. Cái đầu tiên là mình phải nói là S3 Glacier. Khi mà store trong S3 thì AFS tự động encrypt cho mình rồi, thì chỉ có A hoặc C thôi ha. Rồi, thì trong cái đây, trong cái này thì như là trong cái hồi trước mà mình dạy trong cái series mà mình dạy trong cái association đó, thì mình cũng có nhắc tới là khi mà mình làm encryption data thường những cái câu nào mà có KMS thì mình nên chọn ha. Rồi, nhưng mà để giải thích sâu hơn thì sự khác nhau giữa SSE và S3 ở đây là gì? KMS là keys, KMS ở đây là mình có thể hiểu là KMS customers UCCM case ở đây. Casing S3 using là customer master key. Nhưng mà quan trọng là cái từ khóa của bài này là audit trail nè. Tức là mình phải lưu lại và mình có thể audit được cái trail này cho customer master key nè, to access cái object nè. Muốn để được audit trail á thì mình phải dùng SSE KMS key management S3. Mình có thể encrypt trong S3 nhưng mà nếu dùng SSE S3 này thì mình không thể được audit ha. Cái từ khóa ở đây là audit trail nè, thì mình có thể nhớ là nếu mà trong trường hợp mà để encrypting một cái file trong S3 bất kỳ S3 Glacier mà mình muốn dùng để audit đó thì mình phải dùng cái SSE. Cloud Watch, Cloud key course của từ này là in second thì phải là real time, tại vì standard của Cloud Front các metric trong Cloud Watch là nó mặc định là 5 phút, khi mà mình cần thì mình phải sử dụng real time và một số cái là customize metric nữa thì có thể là dưới 1 phút, tức là standard đó là 5 phút. Special đặc biệt đó là mình muốn real time mình phải pay một là free là 5 phút, mà mình muốn trả một ít tiền nữa thì sẽ là 1 phút, thậm chí là mình có thể custom metric là dưới 1 phút nữa đi thì nó sẽ đến theo kiểu là từng giây nè đó, thì 1 phút tính là cái giây này thì mình gọi là real time rồi. Thì bây giờ là S100 hay S50 thì bây giờ cái từ khóa của bài này là nó muốn cost effective, tức là mình sẽ sample nó 50% thôi, tức là mình không phải thấy là rất là nhanh trong một cái thời gian đó mình muốn report thì mình phải dùng cái sample rate, tức là mình phải luôn luôn giống kiểu là mình lấy tín hiệu trong 100 phút mà mình lấy 50 lần thì bây giờ mình chỉ lấy 25 lần thôi là đủ rồi, mình tiết kiệm chi phí ha. Còn này là dùng real time BYC thì bây giờ là sai vì 100% thì dùng 50% cho cost effective. Rồi pilot light đúng không? Đây thì câu này mình phải nhớ một số cái lúc mà deploy cho cái disaster đó, thì mình sẽ có bốn cái kiểu. Thứ nhất là cái kiểu mà backup và restore là kiểu cơ bản nhất. Đến cái kiểu thứ hai là pilot light thì backup restore thì có thể đến là kể cả backup restore thì restore RTO là recover time objective, tức là sau khi mà mình disaster xảy ra sau bao lâu nó thì hệ thống nó được khôi phục lại là time objective. Thì là cái đầu tiên thì nó mất phải up tới 24 tiếng đi. Cái thứ hai là light nè thì nó sẽ đến theo kiểu là giờ RTO pilot light. Kiểu thứ ba là cái kiểu mà
Warm standby thì warm standby thì nó sẽ có RTO là theo minutes, còn cái RPO là theo 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 giây. RTO thì là point time, là gì, giống kiểu là khi mà bạn RTO là sau khi mà disaster xảy ra thì sau bao lâu thì mình có thể khôi phục hệ thống lại mình, nhưng mà sẽ có một cái IPO là mình sẽ khôi phục lại tại cái thời điểm nào, tức là tại thời điểm trước disaster 1 phút chẳng hạn đi đó. Thì nói chung là IPO là như vậy nha. Recover point objective, tức là tại thời điểm nào thì mình recover lại thì mình chỉ cần mất một vài giây ha. Mình ví dụ như là warm standby á, là mình mất một vài giây thôi, tại vì thường là nó gần như là song song, nhưng mà khi nào mà disaster xảy ra thì tại cái backup bên kia nó mới lại warm up lên, nó warm up sẵn rồi, bắt đầu nó bị mất một vài phút để nó thực hiện việc chạy. Và cái theo nó là multi agent, giống kiểu multi agent mình có thể là multi agent là luôn luôn hoạt động song song hai cái, khi mà một cái họng thì cái này nó gần như là lúc nào ngay lập tức nó hoạt động luôn thì gần như là zero luôn. Nhưng mà bây giờ là pilot line là cái loại rẻ thứ hai ha, thì nó cần cần nó chưa có swarm up gì luôn á, thì mình phải mất một vài phút nó mới thực hiện là nó đồng bộ hai cái database hai nơi khác nhau. Và thì mình có thể mất một vài phút về thông tin về RPO, còn về RTO thì chỉ cần mất một hai giờ thôi là có thể khởi động chạy được rồi. Rồi, thì mình cái này mình coi lại cái labs cloud watch configuration file ha. Mình phải chọn cái region trong cái region field của agent section đó, chứ phải log section. Nó sẽ có ba section là log section, agent section và metric section. Thì nó không có cái CWG agent ha, còn CloudWatch configuration file thì mình coi lại cái lab. Thì trong cái này thì mình sẽ có là log, agent và metric. Thì cái này không phải là metric ha, cái này là trong instance level á. Của instance level thì mình phải gọi là mình sẽ define nó trong agent section ha. Thì mấy cái này là trong cái metric section á, thì nó sẽ nói là về tất cả những cái define, những cái metric của mình muốn quan sát là gì. CPU utilization hay gì đó thì define trong một metric ha. Cái mục log này là để mình cần thiết là mình lưu cái file log để mình analyze cái problem nằm ở đâu. Còn tất cả những cái còn lại á, thì mình sẽ nằm ở trong cái phần agent. Trong cái mục agent này thì mình sẽ define tất cả các địa điểm, tất cả các location, các reason. Rồi, security vulnerabilities thì cái là dùng inspect the service ha. Cái này là dùng cho bạn những lời khuyên như service của mình làm sao để tiết kiệm giá rồi nên xài cái gì ạ, thì là trust advisors. Config là nói về tất cả cái configuration của file thôi ha. Và cái guard duty này là dùng mấy cái về mấy cái liên quan đến cái threat, mấy cái service liên quan đến threat. Nói chung là về cái vulnerabilities này thì mình phải dùng cái inspector service. How much table IP slice?
How much to get see a mile of utility thì mình nghĩ đây là một cái dùng để monitoring mà không liên quan gì đến log hết, mà monitoring đến một số cái metric mà mình define á. Thì bây giờ là read and write capacity thì mình phải dùng CloudWatch. Ha. CloudTrail là liên về cái logs thôi, thì CloudWatch metric hoặc là CloudWatch log thì CloudWatch nói chung là để quan sát đó. Thì bây giờ mình dùng cái metric là mình cái log ha. Thì mình quan sát ở đây thì mình nó là một cái metric mà mình define, mình nghĩ nó là metric chứ không phải là log phải để lưu lại ha. Câu C có D là config. Configuration thì không phải rồi. CloudTrail là chuyên để nó khác với CloudWatch. CloudTrail là chuyên về cái API, về action vào ra như thế nào á, thì gọi là CloudTrail thì dùng CloudTrail. Còn này về metric rồi thì vậy là A hoặc B thôi, mình đang hơi phân vân trong hai câu này. Như đây mình thiên về cái metric hơn nên là mình chọn y là B. Rồi, re-expression. Câu này là giống như kiểu là nó là về cái gì? Khi mà deploy CloudFormation template thì nó bị rate exist, là giống kiểu là trong cái CloudFormation này là mình muốn triển khai, mình muốn deploy auto rất là nhiều phần với nhau, vừa có database, vừa có instance, vừa có load balancer các thứ, rất là nhiều việc mà mình muốn làm nó cùng đồng thời á, thì nó sẽ bị lỗi là rate exist. Thì có một cái phương pháp gọi là exponential backoff, có nghĩa là gì, rất là giữa các process với nhau á, thì mình muốn nó căn chỉnh làm sao cho nó một cái nhịp điệu phù hợp, nó có thời gian nghỉ cho các phần thì nó sẽ không bị rate exist nữa. Mình dùng cái phương pháp này. Rồi, mình muốn flexible nè, values bởi reason đó, thì mình phải dùng cái gọi là mapping ha. Output thì liên quan đến output rồi, điều kiện nào thỏa mãn thì mình mới thực hiện. Resource là bắt nguồn từ đâu, nói chung là cái việc mà nó ứng với lại là value dựa vào reason đó, thì mình sẽ mapping giữa reason với lại cái value cho nó phù hợp thì mình dùng mapping ha. Ừ. Nói chung là dùng KMS. Câu này thì trước mắt là đọc câu này thấy câu này đúng liền luôn nè. Tại vì KMS key encryption, chọn KMS. Rồi KMS nó là một cái reason base. KMS là một cái reason base nên muốn nó áp dụng cho cái data bucket này thì ít nhất nó phải nằm ở cùng một cái reason. Câu này encryption, nói chung là về encryption thôi, thì mấy cái câu này về log file không liên quan gì hết. Xem không phải xem AWS account, tại vì account thì có thể có nhiều resource ở những nơi khác nhau. Cái này là reason base thì mình phải chọn là câu B ha. Còn câu A với câu C giống kiểu nó đang đề cập cái vấn đề không liên quan gì đến bài này hết. Rồi, thì chắc chắn là cái này dùng lifecycle. Expire current version, expire current version là sai ha. Đây là key idea, key của bài này là chỉ xóa đi những cái previous version thôi trong S3 bucket và giữ cái lại cái current version này, cái version hiện tại này. Thì không phải là disable versioning, mình chỉ disable là mình xóa đi cái bucket cũ nha. Cho nên là câu B sai đầu tiên nè. Rồi đến là câu C sai đầu tiên, thứ hai này là do nó xóa cái current version nè. Mình có A với câu D ha. Mình là delete các expire, delete marker ha. Mình không phải là delete cái expire, xong rồi những cái delete marker mà bị quá hạn là cái này sai luôn. Mà mình dùng permanently delete cái previous version. Cái này là không liên quan gì ở expire delete marker hết
Mình sẽ xóa tất cả luôn chứ không phải là cái marker nào mà có cái expire này. Mua rồi. Nói chung là dừng organize backup của AWS KMS để increase cái backup, thì các backup này là ta chia cái resort thành những cái mục khác nhau rồi. Đây, câu này là mình dùng AWS backup hả? Thì AWS backup cái này câu này là bài này là khá về lý thuyết, mọi người phải học được là khi mà mình dùng AWS backup ạ, khi bài thấy là mình dùng AWS backup để centralize data, mà khi nói về AWS backup ạ, thì nó luôn luôn backup là dựa trên cái vault đó. Thì bây giờ là organization backup into different AWS backup vault, và mỗi cái vault đó nhóm lại theo vault, và sau đó mỗi cái vault đó thì mình dùng cái TMS key ha, đây là từ khóa, đây là key AWS backup chia thành những cái vùng khác nhau. Thì trong AWS backup nó chia vào vùng khác nhau thì nó dùng cái vault, và mình phải quản lý cái vault đó bằng KMS rồi. Nói chung là bây giờ câu này là chúng muốn cái mình muốn cái update instant trong một cái thời điểm này nè, muốn patch patch cái instant này trong cái thời điểm là 2 ngày, và trong cái maintenance in window thì cái này SSH3D instant, thì câu này đúng nếu mà hệ điều hành nó là Linux. Trong Linux thì mình hoàn toàn có thể update bằng cái SSH vào instant, nhưng mà Windows thì nó khác ha, mình phải SSH ha. Câu này đúng chưa đủ, đúng mà chưa đủ nên là mình loại patch now. Patch now là ngay lập tức rồi, nó không phải là within 2 days nữa rồi, nên mình bỏ luôn ha. Rồi run patch baseline, tự nhiên đâu phải run baseline cho mình update ở đây mà đâu phải run baseline rồi, câu này mình bỏ luôn ha. Và operation ở đây không phải là scan, operation là mình là update là mình install, mà mình phải install chứ đâu phải mình scan gì đâu. Đây mình phải install cái patches này nè đó. À, câu này khá là hay. Câu này thì câu này Cloud Watch và Cloud Watch đi, dễ hiểu ha. Cái này thì mình phải vào cho mọi người cụ thể hơn đó. Trong cloud Cloud Watch Event Event Bridge. Thì đây trong nó có một số cái Event Bus Archives Replace Partner Resource API. Thì mấy cái này mình phải hiểu là Amazon Event Bridge là một cái phiên bản nâng cấp so với Amazon Event. Thì nó khác nhau ở chỗ nào, thì nó có thêm một số cái như Event Bus, hoặc là nó có thể archive lại cái event của mình và nó có thể replay nó lại ha. Câu này là khá về mặt lý thuyết. Cái này là chỉ ra được Event Bridge thôi, mà CloudWatch Event không được ha. Phiên bản cấp mới nó sẽ chứa phiên bản cũ và có thêm một số tính năng mới. Cái tính năng mới cái cũ này không được ha. Event Bus cái cũ không được. Đây. Phần này Event Bus là CloudWatch Event cũ là nó sẽ cũng sẽ có nè.
default event bus nữa, nhưng mà cái phần mới của mình á, là cái bridge này thì sẽ có custom event mà sử dụng cho cái third party provider luôn, cái khá là lý thuyết. SCP là secure SCP SCP resources SCP policies thì cái SCP này nó gọi là service control policy ha. Còn cái service control policy là áp dụng ở đây là gì? Không share. Tức là team member đã share cho một cái người nằm ở outside cái IAM user thì bây giờ mình không muốn cho họ share nữa đúng không? Rồi mình không muốn họ create và update, và đây allow là sai nè. Những cái người nào mà trong cái phạm vi của AWS là mình cho nó allow thì không giải quyết vấn đề này, mình không cho allow này, share này thì mình không cho những người ở ngoài. Cái này đúng nha, nhưng mà đâu phải cần thiết đâu, không phải cần fix ha. Cụm B này là gì? Mình cho allow luôn tất cả những cái ứng dụng của những người mà người bên trong thì ok, người bên trong không ảnh hưởng gì đến bài toán này. Bên ngoài là người ở ngoài, mình phải ngăn chặn cái người ở ngoài. Đây, những người ở ngoài á, mà nằm external là true nè, thì action của họ nếu mà họ create hoặc mà họ update nè, thì mình sẽ deny nó đi nè. Câu này thì là những người mà không phải ở bên ngoài, tất cả những người nào mà nằm ở tất cả các resource ở trong cái AWS organization và nó không phải là bên ngoài thì deny, không cho họ làm gì hết, thì câu này hoàn toàn sai. Rồi, và ra câu này, những người bên ngoài deny hoặc update thì sẽ không cho phép. Rồi, câu này dùng CloudFront là S location mà block toàn bộ IP ha, thì phải là dùng global level ha. Rồi, should not result in downtime. Câu này thuần lý thuyết thôi. Cái này là một cái điều mà AWS khá tự hào. Aurora là một cái gọi là sử dụng chỉ trong hệ sinh thái của AWS thôi. Cái việc truy vấn data cực kỳ nhanh, và đây những kiểu update và truy vấn cực kỳ nhanh trong AWS Aurora. Rồi. Không phải. Bây giờ trong EC2 Instance lúc mà mình dùng cao quad metric của EC2 Instance đó, thì mình sẽ có một cái option mà mình lựa chọn, đó là mình dùng cái auto scaling group name, tức là những cái EC2 Instance mà nó nằm trong cùng một group đó, thì nó sẽ được auto aggregate nó lại là thỏa mãn yêu cầu của bài này ha. EC2 Instance Path of Auto Scaling Group thì mình sẽ sort theo Auto Scaling Group luôn. Những cái này thì mình sẽ sort theo xem nào. X Available Zone ha, cũng không đúng ha. Trong Auto Scaling Group á, thì nó có thể quản lý được tất cả các instance mà có thể nó nằm ở những cái Available Zone khác nhau. Rồi. X Available Zone with Dimension Auto. Mình sẽ làm Auto Group across available zone luôn, chứ không phải trong mỗi cái available zone mình sẽ sort theo cái, tức là mình không phải sort theo là trong một cái available zone và những cái scaling group thuộc cái available zone này, mà mình sẽ làm security group trên toàn bộ các available zone khác nhau luôn, aggregate toàn bộ thông tin như vậy luôn theo cái auto scaling group ha. Nè,
create theo auto scaling group thì mình sẽ không phụ thuộc vào cái region hay là phụ thuộc vào variable zone nào hết. À, region thì có nhưng mà nói chung là nó là region scope trong cái khu vực region nhưng mà không phụ thuộc vào available zone. Cái này là CPU cho từng cái decision được, cái này được nhưng mà không hiệu quả tại vì nó có support cho mình sẵn cái auto scaling group thì đem ra mà xài thôi, có A là bỏ. B đúng không? Sorry mọi người, sorry mọi người. Thì câu B với câu D này là available zone và mình dùng available zone không không đủ ha, tại vì auto scaling group thì có thể nằm ở nhiều available zone khác nhau nên upgrade theo zone là không đủ. Rồi trong mỗi zone mà upgrade theo auto scaling là group cũng không cần thiết. Mình là aggregate theo auto scaling group và nó sẽ cover tất cả các available zone khác nhau. Rồi, DDoS attack ha. DDoS attack mình nghĩ hai cái luôn là WAF cái siêu advanced. Thì cái này mình phải nói là gì? Cái siêu advanced thì mình có tưởng tượng là cái WAF này nè là dùng cho việc là bảo mật chống chống như kiểu là chống DDoS luôn, nhưng mà cái siêu advanced này là chuyên dụng để nâng cao cái việc mà chống cái DDoS attacks. Rồi, mình coi thử cái siêu advanced coi. Warp Classic. Siêu advanced. Đây siêu advanced là trong DDoS attacks mà đây cái link này thì đã phù hợp hơn rồi. Đây để cho for additional protection against DDoS attack nè, AWS sẽ có hai cái là siêu standard và siêu advanced. Thì cái siêu standard là miễn phí cho mình và siêu advanced thì nó sẽ là một phiên bản nâng cấp hơn ha, và nó sẽ bảo vệ mình cái DDoS protection là đẹp hơn. Rồi thì tóm lại mình có thể tóm tắt mình hiểu được cái là cái này là cũng có thể nè, nhưng mà không phải là nếu mà trong một câu mà không có đáp án nào mà không có cái siêu advanced này thì mình có thể dùng WAF, còn nếu mà đã có cái siêu advanced thì nên chọn siêu advanced thì nó là chuyên dụng sinh ra để dùng để đi DDoS attack thôi. Không vào được database thì có hai lỗi. Thứ nhất là muốn vào đó thì mình muốn là mình vào database mình cần fix là tại port 80 HTTP request thì có thể vô được cái database hoặc cái gì đó mình liên quan, thì mình phải đúng số port thì khi mình request vào mới được ha. Có thể là sai port thì cũng dẫn đến một vấn đề. Và thứ hai là trong security group là ví dụ database này là không cho bên ngoài đi vào đi chẳng hạn đi thì nó cũng không được ha. Bây giờ là wrong cái web server ha. Đó, như là database ví dụ là trong cái private instance gặp rất là nhiều lần rồi, trong cái bài networking rồi là nó chỉ only allow cái security group đến từ web server thôi, là inbound rule nó cho phép. Nếu mà không cần fix size thì không cho vào được.
Rồi database stop hả? Tại sao database stop thì không thể được? Tại vì bây giờ nó đã vào vào Paston Hot rồi, mình SSH để vô rồi. Thì là cái database này là vẫn hoạt động rồi. Đó, cái connect rồi nè. Rồi cái này Abaru không quan trọng, thì quan trọng là mình không vô được, thì mình là không còn connect cái database thì nó là Inbaru thôi. Và cái một cái phần nữa là Security Group là nó là gọi là stateful. Stateful là gì? Khi một cái request nó đã đi vô được database ấy, thì chắc chắn nó sẽ trả về được. Còn stateless là trong Network Exception List NACL ấy, thì là một cái request ấy, đi vào database rồi chưa chắc nó đi ra được. Mình phải config được là inbound và outbound phù hợp, chứ không phải là mỗi inbound rule không là chưa đủ. Đây, nói chung là bài này là gì? Deny những cái hành động mà put item vô đây sẽ bị deny, với điều kiện là có cái attribute là ID hoặc là tag hoặc là cả hai. Tại vì for any value là chỉ cần tồn tại có ID hoặc tag hoặc gì đó thì sẽ deny không cho việc put items ở either use ID is not deny là sai ha, nó là deny, phải not deny câu này cũng vậy không, tương tự luôn, not deny là sai ha. Is not defined à đúng rồi, not deny by ID và tags là sai, đúng rồi, not deny by tag cũng là sai. Not defined with just user ID cũng sai luôn. Not defined khi mà dùng username, ok chính xác, tại vì không phải dùng ID hoặc tag. Dùng ID sai, dùng tag sai hoặc ID cả tag đều sai. High availability. Rồi, no downtime quan trọng ở đây là cái từ khóa đây là no downtime ha. Thì phải là from the running EC2 instance, cái này là terminate instance, terminate instance. Rồi cái này terminate current instance thì chắc chắn có downtime rồi, ACD thì đều có downtime hết. Rồi, có bốn văn phòng khác nhau theo cái organization này. User A với user B thì đều access vô EC2 và không vào những service khác được. A và B giống nhau nè, A và B khác nhau đúng không? Cái là S3 cái EC2. A access to EC2, user B will be able to access EC2, user B will be able to access EC2 only. A với B ở đây hoàn toàn giống nhau, đâu có gì khác nhau đâu. Là chỉ còn là ý A hoặc ý B thôi. User C EC2 S3 và not any other service. Đây, deny access to order service, deny access to order service ha. Nên là S3 Dynamo và ADS và không có order service, nên câu B đúng ha. Câu A là sai ha, chưa đủ, câu A là thiếu, chưa đủ. Phải là deny những cái service khác nữa. Rồi, câu này hay. Câu này hay ở chỗ nào? Đó là mình Cloud Formation Stack mà khi mà create, các chú ý là khi VPC hoặc Internet Gateway á, thì là trong lúc mà trong cái lab VPC hồi trước, trong mình các bạn có thể coi lại cái lab mà mình làm về mặt VPC á, tức là khi mà mình define cái VPC thì mình phải có IP range trong cái shader size shader, thì trong cái shader ví dụ range là 10.0.0 gì đó, thì sau đó là mình phải tạo cái EC2 instance hoặc là nằm trong, nó là range của EC2 instance thì nó phải nằm trong cái VPC đó, range IP của nó thì nó phải phụ thuộc đúng không? Thì nó phụ thuộc thì gọi là depend on. Cái deletion này không có quan trọng. Deletion là gì? Deletion là khi nào mà khi nào thì phải delete cái file đó, có quyền như thế nào gọi là deletion. Thì khi mà delete một cái file đó thì mình cần làm cái gì, là deletion policy là sau khi mà mình delete lại cái file CloudFormation thì sau khi delete cái file thì mình phải save hay mình phải backup cái file đó lại chẳng hạn. Rồi update policy thì đó, update policy là khi update CloudFormation thì mình cần làm cái gì? Rồi.
Câu này á, là người ta muốn kết nối giữa on-premise với lại AWS. Rồi thì ở cái AWS á, thì nó sẽ mình tưởng tượng là mình ở một cái AWS, mình sẽ có một cái verb AWS, mình sẽ có một cái verb đây, mình có một cái AWS ở đây và mình sẽ có một cái virtual private gateway ở đây. Rồi mình sẽ kết nối thông qua VPN là over internet nhưng mà nó sẽ queue đến cái thằng thứ ba này, thì nó sẽ có ở đây là nó sẽ có một cái customer gateway và đi vào cái hệ thống database của người ta. Thì ở đây người ta đã nói là custom file này đã router đã also config rồi. Thì cái customer gateway là họ đã có rule sẵn rồi ha. The customer side này rule also config này. Connection status show UB này. In the console tức là cái customer gateway là hoàn toàn tốt rồi. À, bây giờ mình không thể access giữa cái Amazon AWS của mình và cái VPC được, và trong cái on-premise version là mình không kết nối được, thì có một cái điều vấn đề xảy ra là cái việc là virtual private gateway của mình có vấn đề, mình phải add cái root nó vô, tức là AWS thông qua virtual private gateway over internet qua VPN đến cái customer gateway và đi vào cái on-premise, thì nguyên cái khúc sau được rồi, thì có cái bước đầu là chưa được ha. Mình dùng cái virtual private gateway, còn VPC endpoint là gì? VPC endpoint thì là khi mà mình dùng AWS mà nằm ở một cái nơi khác, một cái service không có nằm ở trong cái region đó mà mình muốn sử dụng over region đó, nhưng mà nó nằm ở nó là một cái AWS service khác, thì mình dùng cái VPC endpoint mình đi ra ngoài một cách nhanh hơn ha. Không cần over internet, cái này cũng không cần over internet, thì hai cái này over internet nè. Cái này là một phương pháp khác là dùng cho S3 service mà không cần over, không cần internet gateway cực kỳ nhanh. Nhưng mà hai cái này không xài ha. Cái này là kết nối với on-premise thông qua cái VPN, thông qua virtual private gateway. Nên là BVC và xài. Còn câu D là nó đã work được rồi. Trong cái mặt là AWS size có vấn đề chứ không phải nằm ở customer size, tại vì customer họ đã check lại rồi. True reason và muốn best thì dựa vào latency ha. Cái này thì không phải là best. Best performing reason chuyển đến best thì đưa vào latency thôi, chuyển vào A và B vì thằng nào nhanh hơn thì chuyển với thằng đó. Ha. Weighted là dùng tỷ lệ, không 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 phải sai. Không phải dùng tỷ lệ ở đây nên là nhanh hơn thì chuyển thôi. Dựa vào location cũng không liên quan, lại còn dùng third party nữa thì càng sai. To redirect distant user to close the website. Câu này sai ha. Nói chung là cái câu về latency các điều tiết này thì dùng CloudFront, còn nếu mà điều tiết về website thì dùng root 53, thì trong root 53 có quyền gì thì mình dùng B hoặc D thôi. Còn root theo cái kiểu mà user AI cho website là sai rồi. Bây giờ muốn nhanh best performance cứ latency mà quật mà làm thôi. Update deletion policy updates. Rồi. Câu này là gì? Câu này là mình dùng cái CloudFormation để hiện triển khai hệ thống, khi mà mình update lên hệ thống thì mình muốn update nhưng mà mình muốn giữ lại các database cũ. Nó tất cả sau khi mà mình update cái CloudFormation, tất cả update cái hệ thống của mình nữa, thì những cái mà trong S3 thì không chạm vào, còn những cái khác đó, thì mình có thể replacement và delete all resources luôn, thì mình giữ lại ha, muốn giữ lại thì mình retain ha, update replacement policy ha, s retain hay s snapshot thì không phải ha. Tại S3 tại 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 S3 thì nó là snapshot, tại database là snapshot, nhưng mà ở đây tại CloudFormation đó thì mình phải update cái replacement policy, thì cái policy của nó là intact, là muốn giữ lại đó, thì gọi là retain ha.
Mobile application, that's what you are referencing. Rồi, tức là những người dùng đã có rồi họ có vào được AWS, nhưng mà những người mới nè, những người mới thì sao, mình muốn 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 họ cho họ cái quyền truy cập này một cách tự động thông minh đó, thì mình phải dùng cái Cognito ha. Cái này là một cái ứng dụng về AI á, trong cái AWS, cái trí tuệ nhân tạo thông minh, để mình có thể update bộ câu này thuần lý thuyết. Rồi. Health check để quan sát cloud watch alarm thì không phải ha. Health check to monitor endpoint là cũng không đúng. Health check to monitor endpoint là health check. Tại sao? Câu này thì mình phải hiểu là number này, cái lion thì nó đang muốn nhìn vào tất rất là nhiều cái healthy resource khác nhau từ tất cả các web server, và nó sẽ trigger, nó sẽ notify lên khi mà một cái web server khi mà số lượng web server mà healthy mà ổn định là dưới 3, thì tức là một cái web server mình sẽ quan sát nhiều cái monitor khác nhau ha. Mình sẽ monitor rất là nhiều health check, và một cái monitor mình sẽ làm trên top, tức là trong các một cái instance mình sẽ quan sát là ví dụ là CPU utilization nè, rồi RAM nè, rồi memory nè hay gì đó, rất là nhiều cái memory, rất là nhiều cái health check. Thì chỉ cần một trong những cái health check này nó sai là cái instance này có vấn đề rồi. Thì bây giờ mình phải build trên top một cái health check đó để quan sát tất cả các result của những cái health check này, thì để xem là tức là mình không phải là một cái này là không phải đi vào chi tiết, mà mình là chi tiết của từng máy có những cái health check khác nhau, và một cái health check ở trên quan sát những cái health check này để biết được là những cái máy nào nó đang hỏng, thì bây giờ gọi là health check monitoring order health check đó. Còn cái này thì những câu này thì gọi là health check để monitoring một cái vấn đề nào đó thôi, nó không phải là health check. Đây câu A với câu C là health check những cái cụ thể ha. Recovery control health check thì nó monitoring health check, nó không phải ha. Mà cái này health check là cái này health check monitoring cloud watch alarm thì nó không liên quan gì đến, tức là cloud watch alarm cloud alarm thì là cũng là một define một vài cái CloudWatch metric á, nhưng mà nó là CloudWatch metric thôi, là mình đo thêm cái một số vấn đề thôi, còn bây giờ là mình sẽ define một số cái metric để mình biết được là cái health check có vấn đề hay không. Nó liên về health check, còn CloudWatch alarm này rất là rộng, nó có nhiều vấn đề khác chứ không phải là mỗi vấn đề health check hay không. Bây giờ mình chỉ quan tâm đến vấn đề health check thôi, nên là quan sát những cái order, những cái health check khác nhau trong cái order, quan sát những cái CloudWatch alarm này. Rồi, cái này thì mình đã gặp rồi ha. Downtime in few minutes, tức là cái recover point in time là few minutes. Theo giờ là pilot light. Cái này là trong 24 giờ, cái này theo giờ. Cái này là theo 1 giờ. Hoặc gọi là theo phút, một vài phút thôi. Giờ nè, pilot light là theo giờ, standby là theo phút. Cái này là theo 24 giờ này, trong vòng 24 giờ, trong vòng 1 giờ, 2 giờ, trong cái này trong vòng vài phút, cái này là liên tục, gần như là zero downtime. Đó. Thì với cái này thì cái tốt nhất của mình là dùng warm standby. Multi site thì cũng được nhưng mà quá mắc. Rồi. Câu này cũng thuần lý thuyết ha, muốn quan sát được một cái vấn đề gì đó của cái application đó. .net và server analyze data, và nói chung là quan sát analyze data và identify the issue của cái application này, thì mình phải dùng cái Amazon CloudWatch Application Insight. Thì mình sẽ có hai bước là mình phải add cái application này vào cái application insight, tức là mình quan sát application nào, mình quan sát application là .net và cái SQL database và SQL server. Rồi sau đó là để sử dụng những cái server application này á, mình phải tạo ra một group, và trong đó thì bao gồm tất cả các component ha.
Cái này là câu này là thuần lý thuyết thôi, cái này phải làm thực hành rồi mới biết thôi. Câu này tại sao phải chọn 30 ngày? Tức là trong cái này là mình phải hiểu trong CloudWatch chứ, thì nó sẽ có những cái chế độ như này, mình nói là custom metric là dưới 1 phút nha, có thể custom metric là dưới 1 phút, real time metric trả thêm tiền đó, thì nó là theo phút, và standard metric đó, thì nó là mỗi 5 phút một lần, và có thể là nâng lên nữa là có một cái chế độ là nó theo giờ, thì 1 giờ một lần đó. Thì sao nếu mà mình dùng dưới custom metric mà dưới 60 giây đó, thì nó sẽ lưu trữ được trong 3 tiếng. Khi mà mình dùng lưu trữ mà dưới 1 phút đó, thì nó sẽ lưu trữ được đâu đó là 15 ngày. Khi mà mình lưu trữ 5 phút đó, thì nó được đâu đó là hình như là 65 ngày, là hơn 2 tháng, và một cái kia nữa là thì nó được hơn 1 năm nếu mà mình lưu trữ theo 1 ngày. Thì câu chuyện này ở đây mình nói là gì, mình muốn phải lưu trữ trong vòng 30 ngày. Thì bây giờ đầu tiên là mình chọn, mình tưởng tượng là cái đầu tiên là mình chọn là under, mình chọn là đầu tiên là 1 phút đi ha, thì nó sẽ được là đầu tiên là mình chọn là custom metric cái nhỏ nhất đi, là dưới 1 phút thì nó lưu được 3 tiếng, nhưng mà khi mà nó quá 3 tiếng rồi đó, thì nó sẽ auto chuyển sang cái chế độ mới hơn, đó là cái chế độ 1 phút này, để nó lưu trữ được 15 ngày, và sau khi mà 15 ngày rồi thì lại auto nó lại chuyển thành thành một cái chế độ khác, là cái độ phân giải là mỗi 5 phút một lần, và khi mà nó chuyển thành cái độ phân giải mỗi 5 phút một lần này rồi đó, thì nó sẽ lưu trữ được 65 ngày, nó thỏa mãn của mình là mình muốn lưu trữ 30 ngày đó. Thì bây giờ nó sẽ là custom metric data with public 30 day back thôi. Đó thì bây giờ mình sẽ có là retrievable với cái resolution là 5 phút. Tức là mình dùng nó custom metric thôi, nhưng mà tại vì nếu mà mình muốn lưu giữ tại 3 tiếng á, thì mình lưu trữ 3 tiếng gần nhất thôi á, thì mình sẽ lưu trữ được dưới 60 giây một lần. Nhưng mà nếu mà mình muốn retrieve 30 ngày á, thì tại vì nó quá 3 tiếng là quá cái khả năng lưu trữ của nó rồi, thì nó cứ tự động là nó sẽ scale ra cái độ phân giải nhỏ hơn. Đó. 1 phút rồi sang 5 phút, 1 phút thì bạn sẽ quan sát được 15 ngày, 65 ngày, trong vòng 65 ngày thì chuyển sang cái 5 phút này. Rồi. Rồi. Data for research launched across the crowd. Tức là bây giờ mình sẽ có là multiple account ở rất là nhiều vùng khác nhau ha. Nhưng mà một số cái account thì outside of AWS. Data should be acquired in single region. Create data in a region where all the companies need to be aggregate. Tức là mình sẽ, đúng rồi, câu này mình phải chọn ý là a region chứ không phải là in x region. Mình muốn tập trung data toàn bộ cái hệ thống này thì mình create aggregate data trong một cái region thôi. Đó. Rồi, những cái người nào mà trong một cái region này thì những cái người nào mà trong AWS thì họ có thể vô được, nhưng mà những người nào mà ngoài cái AWS không có đây là sum of a part of
Sum of these account are part of organization, thì những người trong organization AWS thì nó sẽ có vô được rồi, còn những người mà ngoài cái AWS organization đó thì mình phải cho họ cái quyền authorization ha. This part thì không cần ha, còn ngoài cái cần thì mình provide họ cái authorization. Rồi mình muốn across the account này, muốn launch across the, tạo across the, trong một cái region thôi. Không cần làm nhiều cực kỳ hết. Errors. Account for client side errors thì 200 300 không có trong HTTP API ấy, thì nó sẽ có 400 và 500, 400 là client, 500 là server. Rồi. Ping instance of public network mà bị fail. Deploy EC2 instance tức là mình không kết nối được nỗi một kết nối ha. Rồi, mình đề bài này là nó ping của instance không được và họ check cái file mà VPC flow log là tất cả những API request in và out á, thì ở đây mình sẽ thấy là một cái là accept mà reject. Thì bây giờ mình phải quan sát lại cái gì, tức là hệ thống người ta request đã đi vào rồi mà không đi ra được, thì như mình nói có nói là security trước là một cái gọi là stateful, đã đi vào thì chắc chắn là đi ra được rồi, và VPC roundtable và IP VPC roundtable thì nếu mà VPC roundtable mà chưa có thì cái này vào không có được, đã không vào được, nó đã vào được thì không phải lỗi là VPC. Có cái elastic IP thì không liên quan ha, mình đâu cần IP đâu, mình có public IP rồi này thì đi vô rồi thì đâu cần đâu, không liên quan gì hết, tại vì hai cái thằng này cùng IP nè, từ ngoài đi vô đã được thì không có lý do nào mà do cái Elastic IP mà đi ra không được hết. Thì vấn đề này nằm ở NACL ha. NACL ở đây là gì? Stay list. Một cái vào chưa chắc đã ra được mà mình phải define cả about rule cho nó nữa. Rồi, cái này là rất là phổ thông trong S3 Glacier ha. Mình muốn là mà giảm tiền của S3 Glacier khi mà bạn có rất là nhiều file thì mình hãy gộp những file nhỏ thành những cái file lớn ha, thì mình sẽ giảm phí là gì, tại vì trong cái S3 Glacier là cái thứ nhất đó là khi mà mình sao chép thì sao chép những cái nhiều cái file nhỏ nó rất là mất thời gian rất là lâu, mà mình gộp vào file lớn rồi đó, thì mình up lên là nhanh, cái đơn giản mình up lên Google Drive mình cũng thấy là khi mình zip thành một cái file mà mình ở lên nó rất là nhanh đúng không, nhưng mà nếu mà mình up được cái file mà rất là nhiều file tách hàng trăm hàng nghìn file tách mà mình up những cái file nhỏ nhỏ lên thì mình thấy nó rất là lâu đúng không, thì tương tự như vậy thôi, trên S3 Glacier khi mà gộp những file nhỏ thành một cái file lớn đó, thì nó cũng sẽ là giúp mà nhanh hơn và tiết kiệm hơn, và khi mà họ lưu vào cái S3 Glacier thì nó sẽ lưu một cái header file, nó phải ghi thêm một cái gọi là metadata để người ta biết chú ý ngày tháng năm sinh ngày giờ gì đó chẳng hạn đi, thì nếu mà quá nhiều file nhỏ thì rõ ràng là mình phải ghi rất là nhiều header đó, thì từ đó thì cái dung lượng nó sẽ lớn lên, rồi phải ghi thêm file rất là phức tạp cầu kỳ ha, thì nó phải trả thêm tiền cho việc đó, thì bây giờ mình để giảm thiểu cái header file thì nếu mình có thể gom lại những cái file nhỏ thành những cái file lớn thì ok rất là tốt. Rồi encrypt này thì nó auto rồi ha, không cần đâu, cái này không liên quan gì hết, bây giờ là giảm phí thì không liên quan đến encrypt và decrypt mà mình aggregate cái nhỏ thành cái lớn thành cái nhỏ thì cũng sai ha, nhỏ thành cái lớn mới tiết kiệm được tiền, lớn hơn cái nhỏ thì có tăng thêm tiền thôi. Legal document. Rồi. Rồi, S3 Glacier store lại là trên vào vào là những có những gọi là những cái những quy định là policy thôi, mình xóa cái thông tin trên cái S3 Glacier thì phải thỏa mãn cái vào đó, những cái quy định những cái ràng buộc đó thì nó gọi là cái vào, nhưng mà khi mà mình muốn thông tin get detail của nó ra thì mình phải list cái vào này ra để mình show lên, phải get cái vào, get cái vào là lấy thông tin về rồi là lấy cái đó về luôn rồi, còn mình muốn lấy thông tin ra thì mình list thôi, nó là lệnh command line. Cái này là thuộc dạng cũng thuộc dạng học thuộc ha. Cái này là không view được vào Glacier S3 Glacier. Cái này là của S3 Glacier chứ không liên quan đến S3, nhưng mà S3 Glacier cho view được vào thì chức năng này không có. Thì trong hai cái phần này họ còn CVD và ACV command line thì mình muốn view thì mình list nó ra.
giống kiểu như LS, lệnh LS trong command line là mình list ra cái file đó là gì, là thông tin một số cái file thôi, get là lấy cái thông tin nó về, lấy cái file nó về, không phải bây giờ mình chỉ cần lấy detail của nó thôi, của cái file vào đó là gì thôi, thì mình dùng list command line ha. Mình có thể search ở đây ALS list command line để mình ra mình xài thử cũng được. Rồi, cái câu này thì khi mà chuyển file một cái server, nói chung là họ chuyển file một cái hệ thống bảo mật nhưng mà chưa chắc nó biết đúng hay sai, mà mình apply vô cái Internet Gateway thì đầu tiên trước đó mình phải test. Và muốn cái test mình sử dụng cái web ACL ha. Thì đầu tiên là mình count những cái request đó, còn nó có bị vấn đề hay không thì mình vẫn cứ allow nó trước đi hãng, thì mình không muốn ảnh hưởng đến vấn đề production, mình chỉ test thôi. Mình dùng web ACL ha. Đây thì mình sẽ nói về cái testing. Đây thì testing web ACL này đó. Trước khi mà mình dùng cái security để mình block một số cái request gì đó, thì đầu tiên là mình dùng cái web ACL để mình test trước hãng ha. Rồi mà khi mình test thì mình phải để các action khác, tức là mình allow nó, mình chỉ là test đó rồi mình đếm nó thôi, nó có vấn đề gì hay không mình lưu lại để mình check thử thôi, chứ mới vô chưa production thì mình đâu có thể là không cho họ được, nếu mình làm chưa đúng thì sao. Rồi cái này là dùng cho DDoS attack ha, DDoS protection metric, đây là DDoS protection metric thôi, cái này DDoS attack thì dùng DDoS protection. Rồi câu này thì lý thuyết thôi, nhưng mà cái này thì không đúng, cái này thuần lý thuyết, nó không có giải thích gì nhiều về những phương án này, có biết thì làm thôi. Monitor for active secret, không phải, cái này là giống kiểu là receiving secret. Rồi cái này là CloudWatch, mình tức là một số người sẽ phát hiện ra là một số người đã truy vấn lại những cái thông tin từ những cái secret này, lấy lại những cái thông tin receiving secret mà cái mà đã được lên kế hoạch để xóa đi á, tức là người ta đã lên kế hoạch muốn thông tin nó xóa đi mà bây giờ người ta cố gắng để lấy lại cái thông tin này đó. Đó, thì những cái muốn tạo ra một cái nói chung là sẽ có một cái phần mà được lên gọi là lên kế hoạch để xóa đi rồi thì không có re-chip nó nữa, thì những cái thằng nào mà re-chip nó thì sẽ phải
Tạo ra tạo một cái notification, thì cái là mình phải quan sát là gì, mình sẽ quan sát những cái pending deletion này nè, những cái delete pending deletion secret chứ không phải là secret, chứ không phải là active secret ha, nên câu này sai rồi. Cloud Trail á thì là liên quan đến API call chứ không phải là nâng API call ha. Cloud Trail là liên quan những cái liên quan chuyên về về API luôn. CloudWatch chỉ là về metric ha. List value, cái này đâu phải là list value đâu. Khi mà họ truy vấn nó guess cái secret value phải nó list ra thì không vấn đề, mà nó guess là nó retrieving rồi, nó vấn đề là nó retrieving thì không được ha. Rồi thì mình xong cái phần này mình submit nó lại. Rồi mình submit cái này lại. Rồi, mình submit nó lại. Rồi thì đây là kết quả, đây là lần hôm trước thì mình có làm một lần, lần trước thì mình được lần đầu thì mình làm được 53 trên 55. Mình nhớ mình sai câu nào đó mình quên mất rồi. Bây giờ mình làm lại thì sai mất một câu. Thì mình để mình kéo đến câu sai để mình trình bày luôn câu sai cho mọi người có thể nhìn qua đáp án của mấy câu và cách họ giải thích. Mình sẽ lướt từ từ. Down. Question 5. Question 6. 7 8 9 sai câu 52. À đúng rồi, câu này thì dùng list này mình giải thích, câu này mình giải thích đúng ha. Lúc mà lần nói với các bạn là mình phải dùng list cái command line này chứ không phải vào ha. Trong lúc mình giải thích thì mình đã bấm lại sai. Rồi, cảm ơn các bạn thì đây là giải đề đầu tiên ha, series giải đề đầu tiên, giải đề của mình với SOACO Choose Exams. Thì nếu mà các bạn mà cảm thấy là mình rất là mong muốn nếu mà các bạn đã coi được đến những giờ phút này á, thì mình rất là mong muốn biết được những cái cảm nhận của các bạn bằng cách là comment giúp mình dưới link YouTube, để mình hy vọng là sau này mình có thể cải thiện hơn, chất lượng hơn những cái buổi giải đề tiếp theo, có thể hỗ trợ một cách rõ ràng hơn, rành mạch hơn. Cảm ơn các bạn.